Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình đã góp nhận 8 đô token RRT đến từ sàn Binance kết hợp với CoinMarketCap các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả. Thứ nhất, đăng ký một cái tài khoản trên sàn Binance và hoàn thành KYC các bạn. Tiếp tục thì các bạn đăng ký một cái tài khoản trên trang CoinMarketCap. Sau đó các bạn nhấp vào link sự kiện các bạn. Thì mình cũng đã chuẩn bị câu hỏi cho tất cả các bạn hết trơn rồi. Sau khi nhấp vào link sự kiện xong thì các bạn nhấp tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi các bạn chọn chủ phích nước chữa cháy. Rồi xác minh nha các bạn. Rồi các bạn bấm tiếp nè. Rồi các bạn nhấp vào ID with tôi đồng ý với điều khoản nè. Rồi tiếp tục các bạn điền lại email các bạn đã đăng ký trên tài khoản CoinMarketCap nha các bạn. Rồi bạn gỡ nè. Tiếp tục thì các bạn gỡ UID trên sàn Binance các bạn. Thì bạn mở sàn Binance mình ra các bạn nhấp vào avatar nè các bạn. Các bạn copy UID này nè các bạn. Có 8 số luôn. Rồi bạn dán vô đây nha các bạn. 2468 rồi bạn gỡ tiếp nha các bạn. What you supply thì câu hỏi mình có để nó hỏi tổng cung có bao nhiêu nè thì mình có để câu hỏi cho với phần link mô tả cho các bạn chỉ copy dán vào các bạn. Rồi các bạn copy tổng cung của nó các bạn. 10 tỷ nè. Bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn bấm tiếp nè. Rồi thì đáp án thì các bạn dựa theo các bạn trả lời thôi các bạn. Câu số 2 thì đáp án A nha các bạn. Rồi bấm tiếp nè. Rồi câu số 3 thì nó đáp án phần ABB. Đáp án C nha các bạn. Rồi các bạn tiếp tục nha các bạn. Câu số 4 là QR. Rap QR. Câu số 5 thì là Sinat on Quantity. Rồi câu số 6 là Not Apple. Câu số 6 đáp án B nha bạn. Câu số 7 là For Air Connect. Đáp án C nha bạn. Câu số 8 là Help Spray. Câu số 8 cũng đáp án B nha bạn. Rồi bạn bấm vào mục Submit nha bạn. Rồi các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi chọn cầu. Rồi hết rồi bạn bấm xác minh nha các bạn. Rồi bạn submit form. Ok vậy là xong nha các bạn. Thì chương trình airdrop này còn 9 ngày nữa sẽ kết thúc nha các bạn. Vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một chain airdrop giữa nhận 8 đô token RRT giữa chinh từ sàn Binance và CoinMarketCap đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.